bản thân luôn kề vai sát cánh, thậm chí cho tiền Hồng Loan thuê luật sư trong những ngày qua, đã có những chia sẻ bất ngờ về con gái của Vũ Linh. Những ngày qua, con gái Vũ Linh đã liên tục đối mặt với nhiều thị phi mệt mỏi. Đặc biệt, chuyện kiện tụng với cô ruột là nghệ sĩ Hồng Nhung và em họ nghệ sĩ Hồng Phượng đã khiến cô suy kiệt về tinh thần và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân. May mắn là kề cận cô suốt thời gian qua là một cô bạn cực thân mà mọi người hay gọi là dị ni, đã không ngại bỏ tiền túi mời luật sư, chi tiền giúp cô trong hoạt động của cuộc sống. Mới đây, bạn thân của Hồng Loan đã livestream tiết lộ về tình cảnh đáng thương của con gái, ông Hoàng cải lương hồ quảng sau khi ba mất. Mọi người nghĩ đi, mọi người là nó, mọi người nghĩ chịu đựng được không? Tài sản bây giờ của nó, nhưng tài sản đó không được bán, chỉ ở thôi. Ngay cả lô đất ở trên Thủ Đức cũng vậy, đang quy hoạch đâu thể bán được. Kinh tế nó đang kiệt quệ, nó phải ra buôn bán mà nhiều người phá dữ lắm. Họ cứ lập nhóm này nọ kia phá con nhỏ kinh khủng luôn. Mọi người biết vì sao Loan phải ăn mì tôm không? Vì hết tiền, không còn đồng nào. Đi lên công an, đi lên tòa thì lấy gì mà làm ăn? Thêm nữa là sợ không biết mình có chuyện gì, nên chồng của Loan mới túc trực bên Loan, bảo vệ Loan dẫn đến công việc cũng bị trì hoãn, và đồng hành với vợ chở vợ đi. Mọi người cũng biết, hồi đó livestream, mỗi lần đi lên Hoa Viên Bình Dương là 1,5 triệu tiền xe, không có xe cũng phải đổ 300-400 ngàn tiền xăng cũng không có. Đến mức như vậy, Loan hiện nói cái gì cũng im, nói thật đến mức không biết cái gì để phản đối hết. Nó trong tình thế, ai đánh là nó đỡ, kiện nó là nó đỡ. Không chỉ thế, bạn của Hồng Loan còn là người cho cô động lực để không nhượng bộ Hồng Nhung Phần Phượng. Tao nói với Loan là, những gì đến ngày hôm nay, tao đối xử với mày là tao không tính toán gì. Nhưng nếu mày nhân nhượng bên kia mày trả tao gấp ba. Nếu nó không nhân nhượng, những gì thuộc về nó thì Ni không bắt nó nợ Ni một cái gì hết. Nhưng nếu nó nhân nhượng bên kia, Ni bắt nó phải trả gấp ba cho nó sợ. Mọi người hiểu ý Ni không? Mọi người đừng lo chuyện Loan nhân nhượng. Không có chuyện đó đâu. Bên kia kêu hòa giải là Ni phản đối liền. Hành con nhỏ, hại con nhỏ còn hơn trong phim. Quá cực khổ nên làm sao mà nhân nhượng, rồi chi 1,5 tỷ được. Ni nói với Loan là mày nhân nhượng, là mày đền tiền tao gấp 3 đó. Nếu mày nhân nhượng đưa bên kia 1,5 tỷ, là mày trả cho tao 3 tỷ đó. Còn mày không nhân nhượng là mày không trả cho ai hết. Bạn thân của con gái Vũ Linh cũng nói về tình cảm mà Hồng Loan dành cho ba ruột qua những chi tiết nhỏ nhất. Ni rủ Loan đi chơi, nó bảo Ni là chị ơi, ba em rồi sao chị? Trong đầu nó cứ suy nghĩ vậy nè, đến giờ trưa là phải cúng ba, sợ ba đói, tối đến cũng phải lo cho ba cái gì để ăn. Nó đi đâu cũng phải nhắc ở nhà phải nấu cho ba nó ăn, ba nó thích món gì là nó mua những món đó. Nó đi ăn với Ni, hai đứa kêu hai tô phở, nhưng Loan kêu thêm một tô phở và một ly nước nữa để cạnh nó để cho ba nó ăn. Ni không biết 100 ngày rồi, chú Năm còn ở lại Dương Gian không, nhưng trong đầu của Loan luôn là tình thương. Chỉ có tình yêu thương mới có được hành động như thế. Làm Ni vô cùng xúc động, Loan luôn nghĩ chú Năm theo nó. Cái nào sự thật thì tôi nói, chứ kêu tôi nói xạo sao làm được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.